À, vừa rồi thì em cũng test một đoạn karaoke và sau đây xin 1-2 phút để giới thiệu về cấu hình combo này để chuẩn bị gửi cho anh Phương, anh ở huyện Yên Thành, Nghệ An. Vâng, anh Phương, anh có đặt bên là chúng em một cấu hình combo karaoke gồm một đôi loa cây Kenwood, một đôi loa cây Kenwood với cái chiều cao là 1m15 và công suất của đôi loa này đã đạt đến cái mức maximum được 350W cho một cây. Như vậy là chúng ta có thể hát karaoke rất là chuyên nghiệp và nghe nhạc, đặc biệt là bass này đánh rất là sâu, mềm mại. Gần như phòng 35m2, các anh em không cần phải phối ghép trăm bọc làm gì hết. Và tiếp theo nữa là một con đẩy D500, dòng đẩy 2 kênh, mạch class D nguồn xung, tiếng rất là sạch sẽ, đánh ra chi tiết các giải, công suất mạnh, khỏe để cho các anh em đánh với những cặp loa full bass cỡ lớn. Ghép cho anh Phương ở đây một chiếc nâng tiếng CB600. Chiếc nâng tiếng này là dòng nâng tiếng chính hãng của TD Autotech CB600 để giúp cải thiện cái nguồn nhạc vào tiếng bass sâu, chép nảy, trung rất là trong sáng. Không để thiếu được một con vang KM8 Epic Pro của chúng em. Một con vang này là linh hồn, là trái tim của dàn nhạc. Nó xử lý nhạc rất là hay và đặc biệt là con này nó có reverb và tối ưu được rất là tốt về cả chất lượng nhạc. Xử lý nhạc bởi vì chip 48 bit và lập trình 8 hiệu ứng mic để hát karaoke rồi. Và có đầy đủ cổng quang, Bluetooth, USB rất là mạnh. Ok. Bộ combo này thì em ngay sau khi em test xong em sẽ gửi vào Nghệ An cho anh Phương và không để mất thời gian chờ đợi nữa thì em lại tiếp tục quay trở lại với cái chương trình test một đoạn karaoke. Xin mời anh Phương và các anh em chúng ta cùng lắng nghe và thưởng thức. Đời chua xót thương đau rồi một hôm tôi quên đi thật xa, tôi cố quên người ta.
đây thần tiên. Chia cách đôi tình duyên nên người xưa đã quên. Nhiều may mắn có